Hiện nay, đang vào những ngày nắng nóng ở khu vực phía Bắc. Vào lúc sáng sớm và cuối giờ chiều hàng ngày, hàng chục ngàn người dân địa phương và du khách đổ về bãi biển Sầm Sơn và một số bãi biển khác của tỉnh Thanh Hóa để tắm giải nhiệt. Dù đông nghịt người dân và du khách đổ xô ra biển tắm giải nhiệt, nhưng năm nay, bãi biển Sầm Sơn không bị quá tải như mọi năm. Còn tại các bãi biển như Hải Tiến, Quảng Lợi, Hải Hòa được đầu tư nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng khách sạn nên đã và đang thu hút rất đông du khách đến tắm, giảm tải cho khu du lịch Sầm Sơn. Mùa hè năm nay, du khách đến với Sầm Sơn và các bãi biển ở Thanh Hóa khá hài lòng về phong cách phục vụ của ngành du lịch địa phương. Giá cả các dịch vụ du lịch tại đây đều được niêm yết công khai để du khách biết và lựa chọn.